xấu tật nữa này. Cái chỗ này là vì nó vướng cây, nó vướng cây hơi bị tối. Nó cho. Đó, đúng rồi, cho anh đi được rồi. Ok, đó, 1 2 3 vô. Đâu thì kiểm tra cái này. Được rồi chú ạ, đỡ rồi, nhưng mà cháu vẫn đẹp hơn là cứ để cái mặt tới hoa mà. Đấy chúng chơi tí với. Tiền đâu không biết hỏi cái kia. Không thay đồ. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Riêng sao? Có sắp khóa cửa không? Đây anh ngồi sau. Chúng mình chân dài, vừa đi vừa thả dê cái.